Với mẹ đằng kia kìa, giờ về được chưa? Chơi nãy giờ đã lắm rồi, giờ đi ra khát nước thì tới cả nhà. Giờ đi ra chắc kiếm nước uống hay gì nữa nha. Đi đâu ạ? Đi uống nước hả? Chơi nãy giờ là nước đâu? Anh biết nó kiếm gì không? Nó kiếm ly nước không có đá. Ly nước không có đá, người ta chế đá vô rồi. Ly nước không có đá. Nó vớt đá ra đó. Trời ơi, coi nè. Anh uống bớt đi nữa. Cha uống bớt rồi cha vớt đá. Phải uống kiếm nước không đá nữa. Cô uống đại đi. Mà bữa con nhà con uống nước đá mà. Không, coi kìa. Mệt chưa? Đây nè, cả nhà ơi. Coi nè, mồ hôi nó đổ. Qua đây. Đây nè, cả nhà. Mồ hôi mà nó đổ mà nó ướt cái đầu coi nè. Nó ướt coi nè. Coi nè, nó. Coi nè, ướt như là tắm. Mình tắm mình đi ra luôn coi nè. Giờ đi về được chưa? Ướt áo hết trơn rồi cả nhà. Coi nè. Chơi gì ướt áo vậy? Hỏi con ơi, con hỏi con chơi gì ướt áo? Con nói coi, con nói với các bạn nghe coi mình chơi gì mà mình ướt áo vậy? Chơi gì mà mình ướt áo vậy? Mình chơi nhà banh là ướt áo luôn đó hả? Đó. Chơi mới quýnh lộn nữa đó cả nhà. Bữa nay chụp quýnh lộn luôn á. Có không? Quýnh lộn với ai vậy? Quýnh lộn với anh. Quýnh lộn với anh hả? Đó. Chơi quýnh lộn khóc, mới quýnh lộn khóc luôn cả nhà. Coi kìa, nó đâu có chịu về đâu. Nó không chịu về, nó còn đi lên nó chơi nữa đó, trên đó kìa. Hả? Vô trong nhà đó đó, chơi nữa đó. Bên là nãy vô có mình ên, giờ 4-5 em luôn vô, vui quá trời vui, đâu chịu về đâu. Chuột ơi, bây giờ đi về nha. Bây giờ đi về nè. Rồi, đó. Nó đang chơi, nó không chịu về. Bây giờ có đi về không? Nó không về là mẹ với cha về bỏ con liền. 1 2 Ôi trời ơi, một chị đã té chưa đó. Vô đây, đến nay đông mà nãy có mình ơi, nó là nó chơi nó buồn giờ quá trời anh chị luôn, mà chơi vui quá rồi không chịu về đó. Té bây giờ con có về không? Được nè, được, có về không? Rồi nó như tắm luôn cả nhà. Con có lên không? Con lên không? Hả? Con có lên không? Con lên anh xuống rồi nè. Trời ghê quá à. Nè, sao vậy? Sao em nó lên mà con xuống rồi? Hả? Sao em nó lên rồi con xuống con chơi á? À, em nó lên rồi con xuống con chơi cái khác hả? Trên này. Ở chiếc xe con bỏ đâu rồi? À biết. Chiếc xe chơi. Chơi rồi. Để chiếc xe bỏ túi quần nó kìa. Ở đâu? Bây giờ đi ra về nè. Đi ra về nha. Đi về, cha kêu về nhà ngủ khuya rồi. Mai chơi tiếp còn lì nữa là mẹ không chở cho đi chơi tiếp nha không. Rồi phá sao hồi phá luôn đi. Phá luôn rồi. Phá luôn rồi. Rồi. Phá chưa? Rồi sao phá luôn rồi. Tội phá nha. Rồi đi xuống đi về. Thôi. Để giúp mẹ lại. Rồi giúp mẹ ở trong đây luôn á. Thôi đi ra về. Kêu cha về. Chạy ra kêu cha về. Giúp anh nó lại luôn đi mẹ. Ừ, bỏ anh nó lại đi, con đi về. Dép nào của mẹ đâu? Cái chưa uống nước nữa. Uống nước nữa hả? Nước không. Đó, trời. Mồ hôi như ướt như mưa luôn. Cho nó về cho Nam ơi, đừng cho nó ở nữa cho Nam ơi. Đi về. Mệt không? Hả? Mồ hôi ướt nhẹp luôn mà. Mua ly sinh tố dầu với nước ép dầu anh đâu uống đâu, tội em uống không à. Uống nước lạnh không. Trời ơi trời, coi nóc rồi kìa. Đi bỏ mẹ cha ơi. Kêu đi bỏ mẹ luôn rồi. Kêu nó không về, giờ cái nó đi được, nó kêu đi bỏ mẹ luôn. Ghê không? Đi bỏ mẹ luôn. Đi bỏ mẹ luôn, xe con kìa, con có lụm với xe con không? Hả? Nó chơi, cả nhà thấy hả, nó chơi. Cái gì kiếm cái gì vậy? Chiếc bánh gì? Chiếc bánh con bỏ đâu rồi, thôi bỏ đi chứ giờ sao mà kiếm được nữa. Cái nào đi chơi cái xe, nó cầm theo cái xe rồi còn mấy chiếc bánh. Nó lộn chung với cát rồi làm sao chơi? Cát nào? Thì con lộn chung với đá đó đó, làm sao biết được mà kiếm, thôi bỏ chiếc xe đi. Trời ơi, nó quay lại nó kiếm luôn rồi nè. Dạ. Trời ơi, đứng lên. Dạ. Cha đi về rồi. Rồi đi coi. Ôi trời, tôi nói.
lộn vô dưới đá rồi. Nó lộn vô dưới đá rồi sao con kiếm được nữa mà con kiếm. Thôi bỏ đi. Nó không mẹ rồi. Ừ bỏ luôn đi. Chứ biết được. Chị chứ nó lộn rồi con có biết đường đâu, con kiếm mất tiêu rồi. Để con xuống con kiếm coi. Kiếm đi. Bư bư mấy đống đá ra coi. Có cái báo vật gì cho đó không? Có kho báo gì như đó không? Có. Có đâu? Nó bư quá. Đi ra đi cha đợi kìa. Thôi không có đâu, bỏ đi con làm hồi mất tiêu cái kia nữa nè, đi. Giờ chị bánh. Ừ đi về đi, thôi đi bỏ đi. Thôi. Trời ơi, tôi nói thôi bỏ đi, tôi mệt lắm rồi đó nghe, đi về nha. Không thấy đâu, con có là thấy rồi. Hả? Không có đâu, con bỏ ở đâu rồi đó. Đi. Trời ơi, biết ở đâu kiếm, tôi lụm chiếc xe đó đi, lụm chiếc xe thôi, khỏi lụm chiếc bánh. Chiếc bánh bỏ ở nhà. Có không? Có. Chắc không? Phải là nãy đi, nãy đem con chiếc một hả? Ừ. Chắc không? Chắc. Ừ chắc rồi, thôi đi về nhà kiếm. Về nhà kiếm. Không biết nó suy nghĩ sao, nó nói chiếc bánh nó bỏ nhà rồi thì thôi, giờ đi về nhà kiếm. Giờ này đi nè. Đi lẹ đi, chai ra ngoài cho bỏ rồi kìa, mang dép. Dép đâu? Dép ở đâu? Dép nè. Chắc ở đây. Ừ. Rồi đây đi đây ra, về kiếm dây cha Nam về, cho Nam mất tiêu rồi. Cho Nam đi bỏ mất tiêu rồi. Cho đi bỏ rồi. Cho Nam ở, cho Nam ở ngoài. Rồi. Ủa ra đâu có đi đường này. Đi cha đi đâu? Hả? Đi bỏ rồi. Ừ cha đi bỏ chuột rồi cho cái tội nghe. Kìa cha nó thằng đó kìa. Phải không? Phải. Ôi ơi cho nghe vừa cái đi với cha thôi. Rồi kìa cả nhà. Đó. Có lo nó lụm người cho. Cha đi bỏ mẹ lại luôn đi. Bỏ mẹ lại luôn đi cha. Thấy thấy có thằng con xứng đáng không? Có thằng con xứng đáng không? Đi cái đầu kia bỏ mẹ lại đi. Đi bỏ mẹ lại đi. Đi bỏ mẹ lại đi. Ừ. Đó. Đi bỏ mẹ luôn đi. Ừ. Đi đó luôn đi, coi đi bỏ. Vậy sao? Đi bỏ mẹ luôn đi. Ờ đi đi, đi bỏ tôi đi rồi về nhà tôi bỏ mấy cha con mấy người luôn cho mấy người biết. Đi bỏ mẹ luôn trời. Rồi thôi cảm ơn bà cô chú cái đây. Cảm ơn bà chú chú. Rồi sao nữa? Cảm ơn ba, một ngân ký mà chia sẻ con tiền uống sữa. Uống sữa chứ làm gì? Con có tiền con đi chơi. Có tiền con uống sữa con đi chơi. Con bỏ mẹ lại luôn. Thôi cả nhà clip mẹ mẹ con em cũng bỏ mẹ lại luôn đi chơi. Dài lắm rồi đó cả nhà, thôi em cũng xin cha bỏ mẹ lại đi. Xin chân thành cảm ơn bà cô chú nhiều đã yêu thương ủng hộ em. Hai cái yêu quý kênh mấy mẹ con em thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em bye bye, chụp bye bye.